Chào các bạn, thì trong video lần này mình sẽ lắp ráp một cái set Lego Ninjago Season Sons of Garmadon ha. Đây chính là cái set chiếc xe hơi của thằng Loi các bạn, chiếc xe chiến của thằng Loi mà. Thì nó có mã số là 70641 các bạn, với 552 chi tiết ha. Thì chiếc này mình cũng mua hàng hai hand thôi nên là bị thiếu mất Mia các bạn, với lại chiếc xe của con màu tím này đó, thiếu cả vũ khí con màu tím luôn. Giờ chỉ có còn con Loi với con mini màu tím thôi, với lại chiếc xe thôi. Rồi giờ chúng ta bắt đầu build ha.
Thì mình cũng vừa mới ráp xong cái set này các bạn. Thì trong set này chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 em mini finger ha. Có em Nia nữa nhưng mà mình không có. Với lại bị thiếu cái moto khí của con này luôn. Rồi thì chúng ta đây sẽ có thằng Loi trước đi ha. Để xem nó thằng Loi trước đi. Đó. Thấy rất là đẹp các bạn. Trời ơi, chi tiết in luôn, cái bộ đồ Loi này mặc khá là đẹp ha. Mình thích cái đường kẻ màu xanh này các bạn. Nó giống như con Spitta vậy á. Mình thích nhất cái màu nhựa của mấy con rắn trong Season 1 ha. Đây, đây mình có một con Spitta. Đó, mình thích nhất. Mình rất thích cái màu xanh lá trên cái con Spitta này ha. Nên là cái đường kẻ mà dây áo này của thằng Loi mình cũng thích nốt luôn. Đó, rồi trên cái nón của Loi sẽ có một cái ký hiệu, chắc là tên tên nó hay gì á. Rồi đẹp quá ha. Đó, giờ chúng ta sẽ coi cái biểu cảm trên gương mặt của thằng này. Một cái biểu cảm mà câu rất là một cái biểu cảm mà vui sướng. Rồi theo là một cái con mini thứ hai của chúng ta trong phe phản diện nha. Thì con này có tên là Ultra Violet các bạn. Trời ơi, nhìn con này rất là đẹp ha. Trên đầu nó sẽ đội một cái mặt nạ Oni các bạn. Mặt nạ này có tên là Oni Mask of Hatred. Thì dịch ra là cái gì ta? Dịch ra là mặt nạ thù hận của Oni các bạn. Đó, trên này sẽ có hai cái nhúm tóc như thế này. Nó bằng nhựa dẻo ha. Dưới đây nó có một cái lỗ nữa các bạn. Thì cái lỗ này mình có thể gắn cái bát Lego hình cây vô được ha. Đó, như thế này. Cũng chả biết làm cái gì nữa. Rồi thì cái mặt nạ này là một trong hình như là ba hay là bốn cái mặt nạ của Oni các bạn. À, rất đẹp luôn. Nhìn ha. Đó, chữ logo của Lego trong này. Rồi, theo chúng ta sẽ nhìn đến cái khuôn mặt của con bé này đi. Trên đầu nó cũng có xăm ba cái chữ gì nè, mà có vết sẹo luôn. Và nó chỉ có một biểu cảm trên gương mặt thôi ha. Và cái lớp áo giáp này các bạn. Trong Lego Nexo nó cũng có cái lớp áo giáp này của mấy cái con người đá đó. À, rồi. Áo giáp rất là đẹp. Rồi, tiếp theo là cái thân của con Ultraviolet này các bạn. Xem nước sơn trên người nó ha, chi tiết tinh nè, những cái đường màu sắc có vẻ là ma mị lắm các bạn, trông như vẻ như mà phù thủy hay là một cái đường năng lượng gì đó đi trong người nó vậy. Dây đai nè, quần cũng nhìn style quá ha, nhìn giống mấy ông mặc quần bóng bóng, quần da bóng bóng thập niên 90 bên Mỹ cao bồi các bạn. Rồi này là phần chi tiết lưng này, chắc cũng phải cơ bắp quá ha. Thấy đường cơ cái thứ của nó là con này chắc tướng mạnh nè, vô cũng bêm được nhiều đứa. Rồi lắp cái đầu vô thôi. Rồi tiếp theo chúng ta đến review con xe ha. Cái xe này có tên là Nightcrawler các bạn, tên rất là hay luôn, rất là đẹp luôn. Đi ban đêm á, Nightcrawler chứ đi ban đêm á. Thì xe này mình mua hai hen cũng hên các bạn, không có thiếu gạch, không có thiếu nhiều gạch, thiếu một vài chi tiết gạch bấy thôi. Với lại nó cũng bị thiếu mấy viên bi này nè, mấy viên nốt một một hình tròn này các bạn, nên mình thay thế bằng mấy viên màu khác luôn. Các bạn nhìn sẽ thấy hơi khó chịu xíu ha. Đó, mà thay thế đủ vô cho các bạn coi hồi mình bắn đó chứ. Đó, đằng sau đằng trước chiếc xe nó có hai cái bô nữa các bạn. Sau chiếc xe này có hai cái bô ha. Rồi có hai cái cánh tà này chắc để chỉnh hướng gió quẹo các thứ đó các bạn. Rồi đằng sau nó có một cái giống như cái cốp vậy,
chả để được gì đâu, tại trong này nó có chụp technic nó quay mà, bởi vô nó quay cấn vô sao quay được nữa. Đấy, thì mình chưa gắn kỹ nè. Rồi thì tiếp theo là bên hông nó có hai khẩu súng khá là bự luôn, gắn kèm với hai cái thanh kiếm lớn này ha, nhìn nữa qua bẻ lên rất là đẹp các bạn. Rồi chi tiết sticker in trên đây nữa, rồng nè, đẹp các bạn, nó dùng loại sticker trong suốt các bạn nên là nó đẹp, đẹp hơn loại sticker giấy ha, mình không thích sticker giấy cho lắm, sticker trong suốt nhìn thẩm mỹ hơn, nó mỏng, nó bằng polymer, nó khó rách nữa các bạn. Thì sticker giấy nó cũng có một lớp polymer nữa nhưng mà có vẻ như mình không thích sticker giấy cho lắm. Rồi đó, nhìn xung quanh chiếc xe nó vậy, phần kính, phần chỗ ngồi, phần lái của người loi nè, nó được có một cái bảng số ha các bạn, đó, thiết kế cái bảng số nhỏ như thế này thì thằng loi nó sẽ ngồi trong này. Rồi hai chỗ ngồi xung quanh nó có hai cái kiếm rồng luôn các bạn. Cha, chi tiết này rất là đẹp ha. Rồi giờ mình sẽ cho thằng cu loi này vô đi ngồi nhé, đó ngồi gọn gà trong này. Lái chiến xa đi quýnh lộn ơi, ngoài đường mà giờ có chiếc này đi hơi bị ngầu các bạn. Rồi thì tính năng tương tác duy nhất trên cái xe này nó là cái phần nút nhấn này nè, đó, chúng ta nhấn như thế này cho hai súng nó nhổng lên, xong rồi mình chúng ta lấy cái xe chúng ta đẩy đi phần bánh dưới nè, thì cái chốt tròn nó sẽ quay nè, nó bắn đạn ra thôi. Cái này ăn biết rồi, khỏi nói cũng biết nữa. Đó, thì giờ mình sẽ thử để con Ultraviolet này ở đây mình bắn ha. Để thêm con Spectre đây bắn luôn. Mình chả biết nó bắn trúng hay không á, để cho nó làm mẫu các bạn. Không dám bắn ngoài đâu, tại ở bên ngoài các bạn nhìn nè, nó có chỗ trống nè, nó bắn nó bay ra ngoài hết. Tôi thử đẩy đẩy đường nhẹ ha. Đó, rồi bắn ơi. Cứng ngắt luôn các bạn. Bắn không nổi luôn. Chán quá, kỳ ta. Ôi trượt luôn. Trượt kêu tiếng cạch 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 luôn rồi, nó không bắn được rồi. Tại sao vậy Lego ơi? Nó chỉ trượt ra thôi các bạn. Viên đạn chỉ đẩy nhẹ ra xíu thôi còn. Chốt nó trượt ra luôn các bạn, không bắn nè. Các bạn hãy nghe tiếng ha. Rồi luôn, mình không biết sao luôn. Khá là thất vọng ha. Thôi, bắn không được luôn. Tính gắn full đạn vô cho các bạn coi nó bắn như thế nào mà thôi bắn không được rồi. Đó, chiếc xe nó chỉ có như vậy thôi. Giờ mình sẽ so sánh kích thước của nó với chiếc Katana V11 của thằng Kai ha các bạn. Đó, đây là chiếc Katana V11 của thằng Kai. Thì cũng xấp xỉ thôi, kích thước cũng xấp xỉ thôi. Khối lượng thì thằng này nó cũng gấp 2,5 lần thằng Katana V11 các bạn. Nhìn tổng quan kích thước thì thấy cũng không hơn thua nhau lắm. Đây các bạn có thể xem đây. Mình chỉnh cam nó cao hơn tí thôi. Coi tổng quan chiều dài của hai người. Kỹ ta. Đó, rồi coi tổng quan chiều cao của hai thằng này ha. Thằng này là dài hơn rồi. Mà cả hai đều có hai cái khẩu súng kế bên bên hông nhìn rất là đẹp. Và mình thấy thiết kế của những cái phương tiện ninja trong cái phần Season of Gamadan này rất là đẹp ha các bạn. Khỏi chê vào đâu được luôn. Nhưng mà có một cái set mình thấy nó khá là bất ổn. Cái là cái set xe của thằng Kilo các bạn. Phần bánh xe nó làm bằng cái lưỡi cưa là sao chạy được. Mình chỉ thấy chiếc xe đó là không ổn thôi, chứ còn mấy chiếc xe này rất là đẹp ha. À với lại mình cũng có một cái điều khá là thắc mắc là có vẻ như Lego nó ít ưu tiên cho thằng Khâu các bạn. Xe của Khâu có vẻ như Lego ít cho lắm. Toàn hầu như thấy trong Legacy không. Rồi mấy phần đầu. Rồi với lại rồng của Khâu nó cũng không thấy Lego làm lại bản nào các bạn. Mặc dù mình rất thích con rồng đó luôn. Trong ba con rồng mình rất thích con rồng đó luôn. Rồi thì nói chuyện này tào lao, bây giờ kết thúc video được rồi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video lần này ha. Thì tổng quan set chúng ta của ngày hôm nay là như vậy.
Đó, thì mình nói luôn, hình như cái con này có vẻ giá của nó rất là cao các bạn. Trong cái set này thì cái con này có vẻ đáng giá nhất luôn, con mini này nè. Mình không nhớ nó nhưng mà như bán con này 5-600 hay gì đó. Chả biết mình có nó bậy hay không nhưng mà mình chỉ nhớ sơ vậy thôi. Rồi đó, tổng quan về set chúng ta hôm nay ngày hôm nay. Rồi, nếu mà các bạn thấy hay cho mình một like ha và comment ở dưới phần bình luận cho mình biết ý kiến của các bạn. Rồi, và đón chờ mình ra video tiếp theo bằng cách đăng ký kênh của mình ha. Rồi, các bạn nào đã đăng ký kênh rồi thì mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ mình và nhắn tin là quan tâm mình, kêu mình review những cái sản phẩm bên mình ha. Rồi, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo. Nó nhiều quá lẹo lưỡi luôn rồi. Bye bye các bạn nha.